Nhiệt độ trên đỉnh Phan Xipang, Lào Cai hôm nay xuống mức âm 8 độ C, băng giá bao phủ diện rộng. Sau một ngày đỉnh Phan Xipang bao phủ bởi băng giá và sương muối, sáng nay nhiệt độ quan trắc được ở Sapa là 2,7 độ C. Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết nhiệt độ tại Lào Cai vẫn đang giảm so với tuần trước do nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh. Nhiệt độ ghi nhận ở huyện Sapa dưới 3 độ C, huyện Bắc Hà dưới 5 độ C. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Đến ngày 21 tháng 12, nhiệt độ tăng lên, thời tiết ấm hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ nay đến năm học 2024-2025, cả nước cần tuyển thêm hơn 12.000 giáo viên giảng dạy hai bộ môn ngoại ngữ và tin học. Theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ năm học 2022-2023, môn là môn học bắt buộc từ lớp 3. Hiện nay, trong biên chế, cả nước có hơn 8.000 giáo viên tin học và gần 23.500 giáo viên ngoại ngữ. Với số lượng giáo viên hiện có, việc dạy ngoại ngữ tin học bắt buộc từ lớp 3 năm học 2022-2023 được đáp ứng. Tuy nhiên, việc tuyển dụng thêm là cần thiết để dạy chương trình bắt buộc ở các lớp 3, 4, 5. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở nhiều địa phương, việc tuyển dụng chưa kịp thời, mỗi năm chỉ tuyển một đợt. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên ở các trường trong thời gian tới. Thưa quý vị, ngành dệt may dự kiến mục tiêu xuất khẩu năm 2023 có thể đạt 47 đến 48 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 2 đến 4 tỷ đô la Mỹ so với năm 2022 với kỳ vọng thị trường hồi phục vào nửa cuối năm sau. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, 2022 là năm thách thức của ngành khi đứng trước sức ép kinh tế toàn cầu suy giảm, lạm phát tăng cao tại nhiều nền kinh tế lớn khiến cầu hàng dệt may sụt giảm. Dự báo khó khăn của các ngành hàng xuất khẩu, trong đó có dệt may, sẽ kéo dài tới hết quý 1, thậm chí quý 2 năm sau. VITAS lưu ý các doanh nghiệp dệt may theo dõi sát tình hình thị trường, lựa chọn đơn hàng phù hợp để duy trì sản xuất, đặc biệt không vì lo lắng thiếu đơn hàng mà chấp nhận ký giá thấp. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm nay, Mỹ vẫn là nước nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất với hơn 18 tỷ đô la Mỹ, kế đến là Hàn Quốc với 4,2 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là gần 4 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, đến thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh đã có gần 2.300 ca mắc sốt xuất huyết. Đây là số ca mắc cao nhất trong 10 năm qua. Dịch bệnh sốt xuất huyết đang phát sinh ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhưng nhiều người dân vẫn giữ thói quen chăn nuôi gia súc trong khu dân cư. Tình trạng vệ sinh môi trường không đảm bảo, khu dân cư còn nhiều vũng nước tù đọng, vật dụng phế thải có đọng nước mưa xung quanh nhà ở là rất phổ biến. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm, ngành y tế đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết đến người dân, tổ chức diệt loang quang, huy động người dân tổng vệ sinh môi trường, đồng thời giám sát các ổ dịch, các ca bệnh tại cộng đồng để kịp thời khoanh vùng, không để dịch lây lan trên diện rộng. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 12, Tổng thống Peru Dina Boluarte thông báo bà sẽ thay thế Thủ tướng trong nỗ lực cải tổ nội các. Tổng thống Boluarte không tiết lộ nhân vật nào sẽ thay thế Thủ tướng Pedro Angulo, người mới đảm nhiệm cương vị này được một tuần, song cho biết cải tổ nội các sẽ được tiến hành trong 2 ngày 19 và 20 tháng 12. Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bất ngờ tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới. Hành động này đã bị Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao và các nghị sĩ quốc hội phản đối mạnh mẽ, coi đây là động thái đảo chính. Quốc hội Peru ngay lập tức đã bỏ phiếu phế truất nhà lãnh đạo này. Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời sau khi ông Castillo bị cảnh sát bắt giữ. Làn sóng biểu tình phản đối đã bùng phát thành bạo lực tại Peru, khiến 20 người thiệt mạng và hơn 340 người bị thương, một nửa trong đó là cảnh sát. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA vừa cho biết năm 2022, ước tính mức tiêu thụ than trên toàn thế giới tăng 1,2% so với năm 2021, vượt 8 tỷ tấn, một kỷ lục không đáng để tự hào.
Chưa bao giờ nhân loại đốt cháy nhiều than đá như vậy trong một năm, mặc dù đây là loại năng lượng gây ô nhiễm nhất và là nguồn phát thải khí nhà kính hàng đầu. Cơn sốt than này có thể được giải thích trên hết bởi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, giá khí đốt tăng cao và do đó việc sử dụng than đá để sản xuất điện ngày càng tăng. Chỉ riêng ở châu Âu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng năng lượng hơn các khu vực khác, mức tiêu thụ đã tăng 9% lên 377 triệu tấn. Còn tại Trung Quốc, than được coi là xương sống của nền kinh tế. IEA cảnh báo nhu cầu toàn cầu sẽ duy trì ở mức này cho đến năm 2025 nếu như không đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng. Ngày 18 tháng 12, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã mở một cuộc thăm dò ý kiến xem liệu ông có nên từ chức giám đốc điều hành, tức là CEO của trang truyền thông xã hội này hay không, đồng thời khẳng định ông sẽ làm theo kết quả bình chọn. Cuộc thăm dò dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng 11 giờ 20 phút giờ GMT, tức là 17 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam ngày 19 tháng 12. Tuy nhiên, tỷ phú Musk không cho biết khi nào ông sẽ từ chức nếu kết quả thăm dò ý kiến ủng hộ phương án này. Sau khi hoàn tất thỏa thuận thâu tóm Twitter hôm 28 tháng 10 và nhanh chóng lên nắm quyền quản lý, tỷ phú Musk đã thực hiện nhiều cải tổ đối với mạng xã hội này. Ông đã ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter. Một số người khác đã tự nghỉ việc. Ông Musk từng cho biết sẽ tìm nhà điều hành mới cho Twitter. Tuy nhiên, ông đã không đề cập ai thay thế mình.